Theo số liệu từ Phòng Kinh tế quận Ô Môn, hiện trên địa bàn quận có 365 doanh nghiệp với tổng số 25.122 lao động. Đến nay quận có 34 trong số 42 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Trà Nóc 2 với 7.975 lao động đang hoạt động, chủ yếu các ngành như may, chế biến thủy sản, kinh doanh ga, xăng dầu, có 207 trong số 323 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với 7.287 lao động đang hoạt động. Để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, địa phương đã tổ chức tiêm vaccine cho công nhân trong khu công nghiệp mũi 1 đạt trên 98%, công nhân ngoài khu công nghiệp được tiêm mũi 1 đạt trên 96%. Thời gian tới, quận tiếp tục ưu tiên bố trí tiêm chủng cho 100% công nhân tại các doanh nghiệp, phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra việc thực hiện các phương án sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19.